Du học nhưng vẫn chăm chỉ mang cơm đến trường, 9X khoe cơm chay đủ màu sắc chỉ 40k. Những hộp cơm thuần chay mang đi học của Hải Anh không chỉ ngon, bổ dưỡng mà vô cùng đẹp mắt, ai nhìn thấy cũng thèm. Hiện đang du học ở Úc, phải sống xa nhà nên Hải Anh, 24 tuổi, luôn phải tự chăm sóc bản thân bằng những bữa ăn tự nấu vô cùng thơm ngon, khoa học. Cô chia sẻ bản thân rất thích lọ mọ trong bếp, đi chợ và hay lướt Instagram các food blogger để tìm ý tưởng hoặc công thức nấu ăn mới vào thời gian rảnh. Không chỉ thế, 9X còn chuẩn bị luôn cả bữa chưa đến trường để thưởng thức. Hải Anh kể rằng, trước đây, suốt 4 năm học đại học và gần 1 năm đi làm thì phần cơm trưa của cô đều do ba chuẩn bị. Sáng nào ba mình cũng dậy sớm nấu đồ ăn. Ba mình luôn cố gắng chuẩn bị đồ ăn mới cho những bữa trưa mang đi vì sợ ăn thức ăn cũ thì đau bụng. Hồi trước, mọi người hay bảo mình sướng ghê, có ba dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho. Hồi đó thì mình không thấy sướng gì, giờ đi du học phải tự chuẩn bị đồ ăn trưa thì mới nhận ra đúng là sướng thật khi ba mình đã cho rất nhiều vitamin E vô những phần ăn đấy. Vitamin E là tình yêu với bếp, với nấu nướng, tình yêu với gia đình và mong muốn gia đình có những phần ăn đủ chất. Khi sang Úc, Hải Anh bắt đầu ăn thuần chay và khám phá thế giới thực vật. Chính vì vậy các hộp cơm trưa của 9X cũng đều là đồ chay vô cùng ngon miệng. Nàng du học sinh chuẩn bị các hộp cơm theo hai tiêu chí đơn giản và đa dạng. Đơn giản trong cách chế biến và đa dạng trong việc sử dụng nguyên liệu. Phần ăn của Hải Anh thường có cơm, món mặn và canh hoặc là mì, nuôi ăn chung với salad. Tuy nhiên với cơm, mỗi ngày 9X sẽ ăn cơm một màu khác nhau. Cô hay sử dụng bột nghệ, cà rốt tím, củ diên đỏ hoặc bột matcha nấu chung với cơm để trông bắt mắt hơn. Bên cạnh đó, Hải Anh còn thay đổi món thường xuyên, mỗi ngày một món, cơm, nuôi, mì để bớt chán. Để cung cấp chất đạm cho bữa ăn, mỗi ngày cô nàng sử dụng một loại nguyên liệu. Việc này giúp hộp cơm mang đi học luôn đa dạng và tránh chuyện ăn đậu hũ liên tục. Hải Anh gợi ý thêm, một mẹo hay để làm phần cơm phong phú ngon mắt là khi đi chợ hãy mua đa dạng các loại thực phẩm rau, củ, quả. Thực sự đến những hộp cơm dọn tủ lạnh, nhà có gì nấu đó, của cô cũng rất chất lượng và đẹp mắt. Vì đơn giản nên 9X không mất quá nhiều thời gian vào bếp. Mỗi ngày cô chỉ dành khoảng 45 phút đến 1 tiếng cho việc nấu nướng. Hải Anh thường đi chợ một lần cho cả tuần nên không tính chi phí cụ thể cho từng bữa. Song nàng du học sinh cho biết nếu chia ra chỉ khoảng 3 đô Úc, khoảng 40.000 tiền Việt. Chi phí bữa ăn mình không cao là nhờ mình cũng ưu tiên lựa chọn các thực phẩm theo mùa. Khi ăn chay, có thể sử dụng đậu, nấm, hạt, đậu hũ để cung cấp đạm thay thế thịt. Ở Úc thì giá đậu lăng với đậu hũ rẻ hơn thịt thì mình ưu tiên sử dụng. Nấm ở Úc giá hơi cao nên trong tuần chỉ 1-2 hôm mình đãi bản thân ăn nấm, cô nói. Hải Anh tâm sự, bản thân ăn thuần chay, không ăn thịt, trứng, sữa bò và mật ong khoảng 3 tháng trở lại đây. 9X theo đuổi chế độ này vì mong muốn có một sức khỏe tốt hơn và đồng thời bảo vệ môi trường. Ngành công nghiệp chăn nuôi thực sự là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nhất hiện nay. Lượng khí thải của gia súc còn nhiều hơn lượng khí CO2 do phương tiện xe cộ thải ra. Nên mình cũng muốn góp một phần nhỏ trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Không chỉ thế, trước đây, nàng du học sinh có xem được một bộ phim tài liệu có tên The Game Changer nói về chế độ ăn chay và lấy ví dụ về các vận động viên ăn chay. Chính câu chuyện của những vận động viên này đã tạo động lực cho Hải Anh tự tin ăn chay. So với chế độ ăn thịt, chế độ ăn chay giúp họ tập luyện bền bỉ hơn và phục hồi nhanh hơn. Sau một thời gian ngắn ăn chay, cô cảm thấy cơ thể năng động hơn, người nhẹ nhàng và da rẻ cũng sáng lên. Còn việc mang cơm đi học giúp 9X tiết kiệm thêm chi phí, đồng thời đảm bảo bữa ăn hợp khẩu vị và đầy đủ dưỡng chất nhất. Những bạn học ở chung nhà với Hải Anh cũng hay thử đồ ăn của cô. Phần cơm của 9X luôn được nhận xét là ngon, bắt mắt, đơn giản và vừa miệng. Hiện tại cũng có một bạn chung nhà thấy cô ăn chay và nhận thấy có những lợi ích sức khỏe do ăn chay đem lại nên giờ đang tập theo. Theo chế độ thuần chay thực sự là một việc vừa tốt cho sức khỏe và có ý nghĩa với môi trường. Chắc chắn mình sẽ cố gắng ăn chế độ này lâu dài, Hải Anh khẳng định. Ha ha ha,